trăm y bác sĩ đã về hưu, đứng ngồi không yên khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của cả cộng đồng. Các y bác sĩ tóc đã đổi màu, lại khoác áo blue trắng, lên đường vào cuộc chiến mới. Phóng sự sau đây là câu chuyện quả cảm đầy nhiệt huyết của họ. Mỗi ngày xem tin tức về tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, chứng kiến cảnh các đồng nghiệp ngành y đang quá tải, kiệt sức nơi tuyến đầu. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng không thể ngồi yên. Dù đã về hưu nhiều năm, nay bác sĩ Tùng lại khoác áo trở lại khoa hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang có gần 400 bệnh nhân nguy kịch, cần được giúp đỡ, chăm sóc. Đứng trước cái tình hình dịch bệnh càng ngày nó càng lan rộng, tôi rất là đau lòng. Thiết nghĩ rằng mình nên góp một chút xíu công sức gì đó, mong sao rằng đại dịch này qua nhanh và không để lại những cái hậu quả quá nặng nề. Cùng lúc này, tại Bệnh viện Dã chiến Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà cùng với 5 đồng nghiệp hưu trí khác đang tận tình chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Họ cùng viết đơn tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch khi tuổi đã cao, tóc đã đổi màu, đủ thấy tình yêu và trách nhiệm lớn lao trước sự an nguy của cộng đồng. Chúng tôi không thể đứng yên, nhìn dịch bệnh nguy hiểm đang hoành hành, lấy đi sinh mạng của những người thân yêu, những người của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi đã xác định tốt nhiệm vụ và chuẩn bị một tư tưởng tốt để làm việc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, hơn 1.000 cán bộ nhân viên y tế đang công tác trong các cơ sở, đơn vị y tế của nhà nước và tư nhân đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Trong số này có hàng trăm các y bác sĩ đã về hưu, dù biết bản thân cũng có thể gặp nguy hiểm trước đại dịch, nhưng vì trách nhiệm lương y như từ mẫu, họ không thể ngồi yên. Mình là bác sĩ mà, mình ngành y mà, và bây giờ đất nước đang rất là khẩn. Chính vì thế mà tôi đăng ký luôn, đăng ký tham gia luôn. Cùng với bệnh viện trong cái công tác phòng chống dịch và nhất là cứu chữa bệnh nhân ở Bệnh viện Lê Văn Việt, bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia thì rất tích cực, phát huy rất tốt cái vấn đề chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Khi chuyển hướng chống dịch vào tập trung điều trị cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch nhằm hạn chế tử vong, thì thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và nhân lực, đặc biệt là thiếu y bác sĩ có chuyên môn cao trong cấp cứu hồi sức. Chính vì thế, sự hăng hái, quả cảm và nhiệt huyết của các cựu y bác sĩ đã tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ y tế trên tuyến đầu chống dịch.